Chào anh chị và các bạn. DBS Bank là một tập đoàn dịch vụ tài chính ngân hàng đa quốc gia có trụ sở chính tại Singapore, có doanh thu vào khoảng 10,2 tỷ đô la Mỹ tính theo số liệu năm 2016. Và vừa qua thì DBS Bank đã đưa ra một cái dự báo khá là sốc về cái việc là nền kinh tế Việt Nam sẽ vượt Singapore vào năm 2029. Hôm nay thì tháng ơi sẽ dành ra một chút thời gian để chia sẻ với quý anh chị và các bạn về góc nhìn Việt Nam và Singapore, so sánh giữa Việt Nam và Singapore. Xem là chúng ta hiểu cái dự báo này như thế nào. Thì trước khi đi vào so sánh cụ thể thì xin chia sẻ với anh chị và các bạn một số cái thông tin cụ thể về cái dự báo như sau. Theo hãng Bloomberg dẫn báo cáo của ngân hàng DBS của Singapore thì cho biết Việt Nam có cái tiềm năng tăng trưởng từ 6 tới 6,5% trong những cái thập niên sắp tới và nhờ vào cái nguồn vốn đầu tư nước ngoài mạnh và tăng trưởng năng suất trong những năm tới thì nhiều khả năng thì với cái mức tăng trưởng cao và ổn định quy mô nền kinh tế Việt Nam sẽ vượt Singapore vào năm 2029. Như vậy là chúng ta thấy được rằng là GDP của Việt Nam năm 2029 thì hoàn toàn có thể và có nhiều cái đánh giá của các cái chuyên gia kinh tế gọi là lão làng của Việt Nam gồm tiến sĩ Cấn Văn Lực rồi một số người khác như bà Phạm Chi Lan cũng như là các cái chuyên gia cao cấp của Việt Nam cho rằng là cái nhận định này thì hoàn toàn không sai. Lý do tại sao năm 2029 Việt Nam có thể sẽ vượt Singapore là bởi vì với cái tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam hiện nay nằm ở khoảng từ 6,5 tới 7% trong khi tốc độ tăng trưởng GDP của Singapore thì khá là thấp nó nằm ở khoảng từ 1 tới 2% do đó thì trong vòng khoảng tầm 10 năm sắp tới thì Việt Nam hoàn toàn có thể vượt cái GDP tổng GDP của Việt Nam hiện nay thì chúng ta thấy nó như thế này GDP của 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 Singapore thì nó nằm ở khoảng cụ thể như sau. Anh chị và các bạn chờ tôi một chút. Đây. Có vài vấn đề cần phải chia sẻ như sau. Nếu như mà Việt Nam duy trì được tốc độ tăng trưởng hiện nay, nền kinh tế Việt Nam sẽ lớn hơn quy mô nền kinh tế Singapore trong 10 năm tới chuyên gia kinh tế của DBS Bank Singapore đã nói trong một cái báo cáo vào ngày 28 tháng 5 năm 2019. Như vậy là quy mô nền kinh tế mà các chuyên gia đưa ra nó cụ thể là hiện nay thì chúng ta có GDP của Việt Nam nó nằm ở khoảng đâu đó là Tính theo số liệu năm 2018 thì GDP Việt Nam là đạt khoảng 2247 247 tỷ đô la Mỹ. Còn GDP của Singapore thì đạt là 361 361 tỷ đô la Mỹ. Thì xét theo nhu thu nhập bình quân đầu người thì Việt Nam hiện nay là đạt khoảng 2587 đô la Mỹ trên một người một năm. Còn Singapore thì đạt 64.041 đô la Mỹ trên đầu người một năm. Và xét theo sức mua tương đương thì tổng GDP của Việt Nam năm 2018 đạt là 716 tỷ đô la Mỹ, còn Singapore thì chỉ có 560, 565 tỷ đô la Mỹ thôi. Vậy là nếu tổng GDP của Việt Nam mà theo cái sức mua thì hiện nay thì Việt Nam mình đã vượt Singapore rồi bởi vì Việt Nam là 716 còn Singapore thì có 565 tỷ đô la Mỹ thôi. Trong khi đó thì xét về thu, về thu nhập bình quân đầu người theo sức mua tương đương thì Việt Nam và Singapore sẽ lần lượt là Việt Nam là rưỡi đô la Mỹ còn Singapore là 100.344 đô la Mỹ. Như vậy là xét về quy mô nền kinh tế Việt Nam thì cái quy mô mà tính theo sức mua thì Việt Nam đã hơn Singapore tới 27% rồi. Nhưng xét về thu nhập bình quân đầu người và cái sức mua tương đương thì dân Singapore đang cao hơn Việt Nam khoảng 13,3 lần còn theo giá trị hiện tại thì cao hơn khoảng 24 lần Việt Nam hoàn toàn và rất rất có thể sẽ vượt là cái điều mà dễ hiểu thôi là bởi vì cái tăng trưởng của Việt Nam nó cao hơn Singapore nhưng chúng ta có thể điểm qua một vài cái vấn đề để chúng ta hiểu rõ hơn cái vấn đề mà các cái báo chí thế giới đưa ra cụ thể như sau thứ nhất là chúng ta sẽ so sánh một chút uh, xíu về dân số của Việt Nam và Singapore thì hiện nay thì Việt Nam dân số được xếp thứ 15 trên toàn thế giới. À, với cái tổng dân số của Việt Nam là 90 97,383 triệu người, tức là khoảng 97,4 triệu người. Còn Singapore thì xếp thứ 114 trên toàn thế giới và chỉ có 5,76 triệu người thôi. Nó tương đương hoặc là nhích hơn dân số của tỉnh Thanh Hóa một tí. Còn về diện tích thì diện tích của Việt Nam được xếp thứ 65 trên toàn thế giới với cái tổng diện tích là 331.212 km vuông. Còn diện tích của Singapore là xếp thứ 176 trên toàn thế giới và có cái diện tích là 719 719 km vuông thôi và nó chỉ tương đương cao hơn một cái huyện Cần Giờ của thành phố Hồ Chí Minh một tí thôi. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là về mặt dân số thì Việt Nam của chúng ta là gấp 16,8 lần dân số của Singapore. Còn về mặt diện tích thì chúng ta gấp khoảng tầm 462 lần so với Singapore thưa anh chị và các bạn. Chúng ta thấy là chúng ta gấp khoảng 462 lần so với Singapore. Như vậy thì cái điều mà chúng ta muốn nói ở đây là cái vấn đề không phải là về cái tổng lượng GDP danh nghĩa của quốc gia của Việt Nam. Tính theo cả sức mua tương đương cũng như là tính theo cái gọi là GDP danh nghĩa thông thường Thì chúng ta à, phải 10 năm nữa mới vượt Nhưng mà cái điều chúng ta phải nên lưu tâm là Người ta thì có chưa tới 6 triệu dân mà người ta đã làm ra cái lượng GDP Mà hiện nay thì nó vẫn đang là gọi là cao hơn so với Việt Nam à, Khá là nhiều Mà phải tới 10 năm nữa thì chúng ta mới gọi là xem xem bằng Tức là sao Tức là hiện nay người ta có 5,76 triệu người thôi mà người ta đã làm được cái mức GDP là 361 tỷ đô Trong khi đó Việt Nam mình có tới 97,4 triệu người mà làm được có khoảng 247 tỷ đô thôi Thì cái câu chuyện 10 năm nữa vượt về cái tổng này thì nó là cái chuyện hiển nhiên mà đương nhiên Bởi vì cứ mỗi người Việt Nam chỉ cần nhổ thêm một miếng nước bọt thôi Thì cái lượng GDP tổng nó đã tăng vọt lên trong 10 năm sắp tới rồi Bởi vì chúng ta, dân của chúng ta nhiều gấp 17 lần so với dân của Singapore và hơn thế nữa thì người ta chỉ cần cái diện tích có 719 km vuông thôi Người ta cũng làm ra được cái GDP là 361 tỷ tính cho năm 2018 Còn chúng ta thì cần tới là cái diện tích của cả quốc gia của chúng ta là lên tới 331.212 km vuông thì chúng ta cũng chỉ mới làm được như vậy thôi Thì do đó thì chúng ta có thừa cái dư địa về diện tích đất đai để làm việc để canh tác để đào tạo để để xây dựng nhà máy hay là công xưởng hay là bất kỳ một cái vấn đề gì đó chúng ta làm chỉ là chúng ta có muốn làm hay không thôi hay là cũng chúng ta có thừa diện tích để nhổ nước bọt để cho cái Singapore nó trôi luôn ra ngoài biển cũng được nữa luôn đấy đó là cái câu chuyện mà chúng ta muốn nói và muốn chia sẻ với quý anh chị và các bạn để chúng ta thấy được như vậy còn để mà theo được Singapore á để mà theo được Singapore với cái mức mà 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 GDP trên đầu người á thì thưa với anh chị và các bạn là nó một cái cái từ nó gọi là lâu lắm còn lâu lắm chúng ta mới có thể theo được Singapore mà với cái 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 cái, cái, cái gọi là cái tăng trưởng uh, trên cái thu nhập bình quân đầu người và với cái giá định giá GDP là tính theo đô giá trị hiện hành của hàng năm của Việt Nam có thể là đạt khoảng 8% còn Singapore thì trung bình khoảng 3% thì đấy chúng ta chỉ cần nhìn như vậy như vậy thôi chưa kể là chúng ta gọi là 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 cái tốc độ tăng trưởng chúng ta đã lệch hơn rất nhiều so với Singapore rồi thì đương nhiên là 10 năm tới là vượt là cái chắc chứ còn chúng ta chỉ cần gọi là à, đi song hành thôi nó đi một bước chúng ta cũng cần đi một bước thôi thì về tương lai á thì cái điểm tiệm cận thì nó cũng đến thôi sớm hay muộn thôi bởi vì dân của chúng ta đông, đất của chúng ta rộng và cái hiệu suất lao động thì càng ngày nó càng tăng bởi vì sao? Bởi vì cái việc hội nhập kinh tế toàn cầu cũng như cái câu chuyện là cái cái cái, cái 4.0 từ internet rồi những cái vấn đề gọi là hòa nhập về cái tri thức thì chúng ta càng ngày cái năng suất lao động của chúng ta tự nhiên cũng càng tăng. Ý chúng tôi nói câu chuyện đó là số lượng dân của chúng ta 97 triệu mà gấp 10 10 10 16,8 lần so với sinh thì chúng ta mỗi người một miếng nước bọt thôi thì người sinh cũng ngập trong nước bọt nữa là chứ đừng có nói là 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 là, là vượt nên là cái câu chuyện này chúng ta cũng cần xem xét lại. Chứ còn người ta ít người dân thì người ta phát triển kinh tế thì nó đương nhiên là 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 nó có những cái mà nó cũng sẽ dễ hơn trong cái công tác quản lý về mặt gọi là không gian về cái mặt gọi là diện tích và cũng nhiều các cái mặt liên quan đến cái số lượng ít thì người ta bảo là nhà thì đông con thì đương nhiên là nghèo rồi nhà ít con thì đương nhiên là nó phải giàu hơn là đúng rồi quản lý nó dễ hơn nuôi dạy nó tốt hơn thì nó phải tốt hơn thôi chứ không không thể là không nói nó được chứ còn nếu mà so sánh cái sự tương đương thì thực ra là không có cái phép so sánh tương đương nào cả vì thế nên cái câu chuyện là À, Singapore chúng ta vượt qua quá dễ dàng Trong 10 năm sắp tới à, Hy vọng là những cái chia sẻ Ở góc độ đa chiều của Thắng ơi để Đem lại những cái niềm vui thú vị Cho anh chị và các bạn Ở một cái video mà chém gió và kinh tế Việt Nam Vượt xa Singapore từ 20 năm trước Để chúng ta thấy được rằng là Việt Nam chúng ta hùng cường Và mạnh như thế nào trong thời gian sắp tới Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn